này hãy cùng bay và say cát chén siêu cay ta cùng lắc lư và cứ xoay cuồng quay lên sân bay ta mới gọi là hay hãy cùng bay và say để thấy đẳng cấp bay hãy cùng bay người ơi sẽ tan hết thế này đẳng cấp sân bay là phải biết cuồng quay đã nhấc ly lên là phải cạn chén này đã nhấc ly lên là phải cạn chén này em ơi đã bay là phải say cho hết đêm nay ta cứ cuồng quay để cạn hết ly này đã là dân bay là phải biết cuồng quay cùng overnight let go đêm này một khi ta đã bay thì tính toán làm chi vì tiền có nghĩa chi chết có mang được gì đã là dân bay là phải biết cuồng quay cùng mê và phê cùng cố tiền này hãy cùng bay và say cho hết đêm này hãy cùng mê và phê cạn chén siêu cay ta cùng lắc lư và cứ xoay cuồng quay lên sàn bay ta mới gọi là hay hãy cùng bay và say để thấy đẳng cấp bay hãy cùng bay người ơi sẽ tan hết trên này đẳng cấp dân bay là phải biết cuồng quay đã nhấc ly lên là phải cạn chén này say cho hết đêm nay ta cứ cuồng quay để cạn hết ly này đã là sân bay là phải biết cuồng quay cùng overnight let go đêm này một khi ta đã bay thì tính toán làm chi vì tiền có nghĩa chi chết có mang được gì đã là sân bay là phải biết cuồng quay cùng mê và phê cùng cố tiền này hãy cùng bay và say cho hết trên này hãy cùng bay và say cạn chén siêu cay ta cùng lắc lư và cứ xoay cuồng quay lên sàn bay ta mới gọi là hay hãy cùng bay và say để thấy đẳng cấp bay hãy cùng bay người ơi sẽ tan hết trên này đẳng cấp dân bay là phải biết cuồng quay đã nhấc ly lên là phải cạn chén này bay hãy cùng bay người ơi sẽ tan hết đêm nay đẳng cấp dân bay là phải biết cuồng quay đã nhấc ly lên là phải cạn chén này đẳng cấp dân bay là phải biết cuồng quay đã nhấc ly lên là phải cạn chén này một người như thế có đáng hay không chuyện tương tự